Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ 5A, các bài đọc của lễ vọng. Bài đọc 1. Trích sách Tông đồ Công vụ. Một hôm, Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ 9. Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa đền thờ gọi là cửa đẹp để xin kẻ ra vào đền thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh và ông Phêrô nói: "Anh nhìn chúng tôi đây." Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ, ông Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây." Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh. Đó là lời Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh thứ 19. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho Thái Dương tại đó. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Bài đọc 2. Bài trích sách Tông đồ gửi cho tín hữu Galat. Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Đa Mát. 3 năm sau, tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Cây-pha,
và ở lại với ông 15 ngày. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Giacobbe, người anh em của Chúa. Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Người hỏi lần thứ ba, này anh Simon, con ông Jonah, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo, hãy chăm sóc chiên của thầy. Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô, này anh Simon, con ông Jonah, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi, này anh Simon, con ông Jonah, anh có mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói, hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba, này anh Simon, con ông Jonah, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo, hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông, hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.